Trước mắt toàn thể các bác đây là một cái mẫu xe phân khúc hạng D, số tự động, đến từ đất nước Nhật Bản các bác nhá. Đây, form dáng của xe như mẹc luôn đúng không ạ? Rất là to, cao và dài rộng các bác nhá. Đấy, nội thất của xe siêu sang luôn, hoàn toàn bằng chất liệu da xịn cao cấp. Đấy, từ phần cánh cửa này, đấy, cho đến phần ghế da này, đấy, cho đến phần táp nô. Và các bác nhìn cho em nhá, đây là một chiếc xe được sử dụng ít, một chiếc xe đi rất là giữ gìn luôn. Đấy, các bác nhìn này, đấy, ghế da rất là đẹp nhá. Đây, ghế lái cũng vậy. Đấy, ghế lái các bác này, ghế này các bác biết là bao giờ nó cũng sẽ xuống nhanh hơn so với lại những cái ghế khác đúng không ạ? Xe thì cũng đã được lên màn hình, màn hình Android rồi. Đấy, nhìn rất là đẹp mắt luôn đúng không ạ? Số tự động máy 2.0 nhá. Con xe được mang tên là Nissan Tiana, được sản xuất năm 2009 các bác nhá, 2009 đấy ạ. Và đây các bác nhìn nội thất bên trong của nó này. Đấy, có hai màn hình ở khu vực gối đầu đây. Đây các bác này. Đấy, ghế da của xe còn rất là căng đẹp nhá. Đấy, ghế da của xe như mới luôn. Đấy, các bác nhìn này, ngồi ít thì nó mới được như vậy, phải các bác? Các bác xem video của em nhiều rồi thì em cũng giới thiệu rất là nhiều về những cái chi tiết, đặc biệt là cái bộ ghế da đúng không ạ? Và những cái phần táp bi cánh cửa như cái phần tì tay này. Đấy, rồi những phần tay lắm bám này các bác nhìn này. Đấy, không bị mòn và không bị thì bóng và không bị sờn cái nào đúng không ạ? La răng đúc nguyên bản theo xe nhá. Và đây các bác nhìn này, nó vẫn còn rất là trong và rất là sáng, không bị xước này. Máy số của xe hiện tại là vẫn còn zin nhá các bác ơi. Máy số của nó đấy ạ, là vẫn còn zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin, biển 15, đấy, tên tư nhân chính chủ luôn. À mà em giới thiệu thêm một chút nữa, đây là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc nha các bác. Nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. À, đây từ phía sau em quay để các bác nhìn lên đây. Đấy, một bộ la răng và một bộ lốp của xe nhìn rất là đẹp này. Lốp dày, la răng không bị xước đúng không ạ? Đây các bác xem. Thân vỏ là không có lỗi nhá. Thân vỏ không lỗi, máy số của xe cũng vậy là không có lỗi đâu. Đây, gương kính được điều chỉnh ở chỗ này. Và đây là ghế điện nhá. Đấy, ghế điện này. Và chỗ này là mở xăng bằng điện, mở cốp bằng điện. Đây, có ký tự ở đây thôi, đúng không ạ? Đây là chỉnh đèn này. Đấy, vô lăng đẹp này. Đấy, các bác xem. Trang bị thì cũng tương đối là nhiều túi khí đấy ạ. Trong đó có cả đi ga tự động cruise control các bác nhá. Đây, đây là vị trí mình điều chỉnh âm thanh. Đấy, phần tắp nô xe đây. Đấy, chìa khóa thông minh stop nhé các bác. Đấy, chìa khóa thông minh stop đây. Đấy, đúng không ạ? Và các bác nhìn cho em những cái vị trí này của xe nó vẫn còn rất là bóng này đúng không? Nó không bị mất lớp bóng ở cái khu vực sơn giả gỗ này. Đấy, các bác thấy đây này, nó không bị mòn này. Nhiều con Nissan Tiana là những vị trí vân gỗ này bị mòn rồi các bác nhá. Các bác cứ để ý một số những chiếc xe mà người ta đang bán trên thị trường mà xem. Đấy, là những cái vị trí như là ghế này. Đấy, ghế thì nó sẽ bị kém và người ta sẽ lót cái áo ghế khác lên, hoặc là người ta sẽ bọc lại đúng không ạ? Và vô lăng cũng vậy, vô lăng thì người ta cũng sẽ làm cái gì đấy đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chiếc xe của em, các bác coi thì nhìn thấy là một chiếc xe tổng thể nó còn rất là đều luôn. Dòng này chạy rất là thích luôn các bác nhá, nó rất là êm và rất là đầm. Đấy, có xinh nhan nằm ở trên gương. Và ở đây thì các bác thấy là có nút bấm từ một trạm nằm ở đây này. Đấy, đúng không ạ? Bên kia cũng vậy nhá. Đấy, sơn xi rất là căng đẹp. Đấy, đèn từ đèn trước đến đèn sau rất là sáng nhá. Đấy, các bác xem này. Đấy, đèn xịn nguyên theo xe, rất là sáng luôn. Đấy, với một cái chiều dài rất là lý tưởng. Đấy, các bác xem. Và chạy dòng này thì nếu các bác mà chạy với lại Camry đấy thì em thấy Camry là chạy cũng không thích bằng chiếc xe này luôn. Các bác có thể là mình cảm nhận nhá, cảm nhận thực tế luôn. Em đi cái dòng này rất là nhiều và bên em bán cái dòng xe Camry cũng rất là nhiều rồi thì đấy là riêng cá nhân em cảm nhận là như vậy.
mà em thấy thì cũng có rất là nhiều người đánh giá rằng là cái dòng xe Nissan Tiana này chạy nó thích hơn. Đấy. Và form dáng nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn so với lại chiếc xe mà như là Camry cùng đời. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem những cái vị trí cần thiết đối với chiếc xe này nhá. Xe rất là đẹp, rất là long lanh. Những cái mẫu xe bên em bán cho các bác mình mua về đấy ạ, thì sẽ đảm bảo cho các bác những vấn đề lỗi đâm đụng va chạm và những vấn đề lỗi ngập nước thủy kích, lỗi giấy tờ, đảm bảo cam kết cho các bác luôn bằng bất cứ cái hình thức nào các bác nhá. Và mua về đấy ạ, thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, xe thì gọn gàng sạch sẽ hết rồi. Chi tiết là chiếc xe này, cụ thể là chiếc xe này các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay kỹ cho các bác xem này. Đây, cái cánh đầu tiên đấy ạ. Đây, keo chỉ của xe đấy nhá, keo chỉ mép cánh cửa đây các bác xem này. Đây. Keo chỉ mà vẫn còn thì các bác biết là sẽ không có hiện tượng bị đâm va gì, đúng không ạ? Đây, da của nó vẫn còn rất là căng đẹp này các bác này. Đấy. Da của nó rất là ok luôn. Đây các bác xem. Da này. Đấy, rất mới luôn. Chỗ này vẫn còn chấm sơn luôn các bác này. À, vẫn còn chấm sơn luôn. Đấy, vị trí lòng trong thì hơi bẩn một chút các bác nhé. Chỗ này được ốp một cái thanh lốc dọc từ dưới lên này, rất là sáng đúng không ạ? Gioăng xịn theo xe nhá, rất là phóng phao luôn. Tiện đây em quay đăng kiểm luôn các bác xem. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022. Đây, vách cửa này. Đấy, sàn da có lốt, trải sàn rồi nhá. Đấy, táp lô đây. Đấy, và đồ nhựa ở khu vực cửa gió, tất cả bốn cửa gió nó không bị gãy vỡ gì. Đấy, các bác thấy này. Đấy, và những cái vân gỗ ở đây vẫn còn rất là mới nhá. Đấy, cốp đồ đây các bác này. Đấy, cần số đẹp này. Con này bàn đủ nha các bác ơi. Con này bằng bàn đủ đấy ạ. Đây các bác nhìn ở vị trí này mình có thể thấy được là nó có sự khác biệt so với lại những cái mẫu xe bản thiếu. Đây để lỗ thông minh nhá, mình ấn đây để mở khóa này. Đấy, em ấn thì màn hình khu vực đồng hồ táp lô là cũng đã hiển thị. Đấy, và màn hình này cũng đã hiển thị rồi đúng không ạ? Cảm ứng rất là nhạy nhá. Đấy. Các bác có thể là tải rất là nhiều ứng dụng ở trên cái màn hình này. Điều hòa lạnh sâu vẫn sử dụng tốt hai dàn nhá. Một chỗ này là mình để đồ này, còn đây để đồ nữa này, còn đây là cốp đồ nữa đây các bác này. Đấy, rất ok đúng không ạ? Đấy, chìa khóa của xe kia em đang để ở trên cục táp lô nhá. Đấy, có định vị GPS nhá. Rồi, tiếp theo ạ, các bác cùng đón xem những vị trí tiếp theo nhá. Đây các bác xem này. Đấy, những con bu lông ốc vít của xe nó còn rất đẹp này, chấm sơn này. Còn bên cạnh chỗ này thì nó chỉ là bẩn thôi nhá, mình có thể là cạo đi được nhá. Đấy, đơn giản đúng không ạ? Đây, keo chỉ cánh cửa đây. Đấy, các bác xem này. Ok chưa? Chỗ này này. Đấy, xe các bác có thể là so sánh nhá. So sánh chiếc xe này của em với những chiếc xe khác mà đang được bán trên thị trường nhá. Về độ đẹp của chiếc xe thì cũng sẽ là rất ít để mà có được những chiếc xe đẹp như thế này. Người bán rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà tìm được những chiếc xe mà nó còn chất như này thì cũng không có nhiều đâu các bạn ạ. Có cửa gió thổi ở phía sau cho hàng ghế cuối nhá. Đấy. Chỗ này là mình có thể để đồ ở đây này. Đấy, lòng trong đây. Không mục gì đây nhá. Không mục mọt, không hoen gì gì. Lục sơn rất là bóng. Đấy, có thể soi được gương luôn. Rồi bây giờ thì em di chuyển sang bên kia. Thì trong khi di chuyển em sẽ quay cái phần đuôi để các bác xem luôn nha. Rồi đèn này. Đấy, đèn rất là mới luôn. Và trang bị đèn led vòng xung quanh. Đấy các bác thấy này, vòng xung quanh luôn. Đấy, có cảm biến lùi nhá. Đây một mắt này và kia một mắt nữa.
Đấy, đây là cam lùi các bác nhá, cam lùi. Những cái vị trí đây được ốp lốp sẵn rồi đây. Đấy, sơn xi bóng đẹp. Đây đèn đây. Đèn rất là sáng luôn. Xe rất là bóng luôn các bác xem này. Cực bóng luôn. Lốp dày cả bộ nhá. Đấy, nhìn chiếc xe không khác gì những cái mẫu xe đời cao đúng không ạ? Đấy, các bác xem này, nó không bị, thứ nhất là không bị mất kê mốt, mất dáng đúng không ạ? Và thứ hai thì nhìn từ phần bên ngoài cho đến nội thất bên trong nó rất là đẹp. Đấy, cho nên là nhìn như là những chiếc xe đời cao các bác. Đấy. Chỗ này được ốp lốp này các bác này. Bốn xung quanh. Đây bậc kính đây, kính của xe đều là kính xịn nhá. Và không bị xước nhá. Đấy, sơn xi đẹp đây. Đấy, thân vỏ rất là bóng này các bác này. Và không bị lỗi nhá. Đấy các bác nghe tiếng tôn này. Đấy. Rồi bây giờ em mở cửa ra và quay kỹ cho bác xem cái khu vực ở bên đây. Đây, keo chỉ này. À, chỗ này thì hơi bẩn nhá. Đây, mình có thể là nhìn thấy cái lốt bẩn của nó đây. Cái đấy vệ sinh sạch sẽ thôi được bác nhá. Các bác xem thật kỹ cho em xong là nhấc máy gọi điện sớm cho bên em. Đấy, xem kỹ và gọi điện sớm để được bàn bạc về những cái thủ tục và để được chốt giá hợp lý các bác nhá. Chốt giá hợp lý hơn. Giá thì em cũng đã ghi luôn ở tiêu đề rồi thì các bác cứ nhìn ở đấy thôi các bác nhá. Đây là phần tì lắm. Đây, các bác nhìn này, cái vị trí này là lắm bám tì tay nhiều nhất đúng không ạ? Đấy, thậm chí là tì đến nỗi là nhiều con đấy ạ, là cái vị trí này nó mòn hết, nó bạc hết luôn các bác ạ. Và những nút bấm này cũng vậy này, nó bị kém hết luôn. Nhưng mà cũng cái này của em này các bác nhìn này. Đấy, những cái chữ, những cái hình biểu tượng, những cái hình được thiết kế ở trên những công tắc này vẫn còn nguyên này, đúng không ạ? Đây, cục gương nhá. Đây, gương có cục gương tự động nhá. Đây, vách cửa này. Sàn này. Chỗ này thì lại em cũng quay rồi, giờ em quay lại kỹ hơn cho bác xem thôi. Những còn bu lông móc chốt khóa rất sáng luôn. Các bác xem và mình có thể là so sánh nhá. Đấy, so sánh cùng loại luôn, cùng cái loại dòng Nissan Tiana luôn các bác nhá. Đây ghế này. Đây, ghế này ngồi nhiều hơn những cái ghế kia mà các bác thấy là cái ghế này nó vẫn còn được ok như này. Đấy. Đấy, bảo nó chỉ là kiểu nó hơi nhăn đi một chút thôi, đúng không ạ? Đây, mặt đồng hồ đây các bác nhá. Nội thất tắp đi tắp nô rất là sáng luôn. Gioăng đẹp này, không bị rách tí nào luôn này các bác này. Đây mép cửa này. Đấy, cánh này cũng vậy đây đúng không ạ? Đấy, cực kỳ ok. Các bác có thể thấy độ đẹp của xe ở trên clip này, nó quay rất là kỹ luôn đúng không ạ? Các bác ngồi xem dành tay cho em xin một lần like. Đây, nhấn một lần like như này nhá, ngón tay cái chỉ lên trời. Xin được cảm ơn các bác đã ủng hộ. Em đang quay phía sau cho các bác xem. Đây, lý phía sau nữa này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, chỗ này tì tay và mình chỗ để đồ luôn nhá, để nước để đồ luôn. Đấy, chỗ này mốc này các bác này. Đấy, da xịn thì nếu mình không dùng đến, mình không hạ da để vệ sinh thì nó sẽ bị mốc như vậy. Em quay xong phần bên trong nội thất rồi, bây giờ tiến hành quay lốt cái phần vỏ bên ngoài nội thất bên trong. À quên, gầm máy nữa các bác nhá, gầm máy nữa. Đây, cửa đóng này. Đấy, rất là nhẹ và êm. Đây các bác ơi, phần gầm đây này. Đấy, phần gầm đây.
ở trong là lý nhá, ở trong là lý nhá. Đây gầm đây. Đấy. Đấy cực đẹp nhá. Chia sẻ với các bác là máy số zin, các bác lưu ý cho em một cái vấn đề quan trọng như vậy là máy số còn zin nhá. Em đặt máy cho các bác xem. Các bác xem mình liên hệ sớm lên em theo mấy số điện thoại em đọc các bác nhá. Là số 0938586307 và 0389000555. Đây chính là hai số hotline này, chính là hai số hotline này nhá. Và bên em dùng thêm hai số nữa là số 0866181628. Các bác liên hệ cho bên em để được tư vấn thêm về tình trạng của xe cũng như là về mọi thủ tục các bác nhá, đặc biệt là về giá cả. Đây đèn này, đèn rất mới luôn này các bác này. Đèn xịn mà nó còn mới như này thì phải nói là quá đẹp cho một chiếc xe đúng không ạ? Đây khoang máy đây. Sạch sẽ gọn gàng. Đấy cabo này. Tem nguyên nhá. Đây tem đây. Đấy vào lý đây. Đấy, nguyên vẹn này. Đấy vâng thì chiếc xe này em cũng đã quay xong giới thiệu cho các bác mình thông tin đầy đủ rồi. Em hay bị quên ở cái khu vực này này, em sẽ đóng cabo lại quay cho các bác xem gặp ở đây nhá. Đây gầm đây. Ok chưa ạ? Đây vỏ bên đây khít đều nhá. Da dẻo nó rất là căng mịn luôn. Nước sơn xịn nhá. Sơn xịn của chiếc xe còn rất là nhiều luôn. Đây con xe này nó rất là lì này. Đấy, rất là bóng, rất là phẳng luôn đúng không ạ? Xinh nhan này không bị ố này. Đấy, lóc đây nữa đây. Các bác liên hệ sớm cho bên em để được tư vấn thêm về xe và để được chốt giá nhá. Bên em hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc, bác nào ở bất cứ tỉnh thành nào bên em đều vận chuyển, đều ship xe tới tận nơi cho các bác xem được. Xem xong, kiểm tra xong, ưng thì lúc đấy mới xuống tiền, không ưng thì bên em lại đánh xe về các bác nhá. Đấy vâng. Rồi ok, em xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những clip, những video tiếp theo ạ.